Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với một video mới. Ngày hôm nay em Tuấn xin phép giới thiệu một chiếc đài. Một chiếc đài mà cũng không phải là lúc nào mua cũng có. Đó chính là Sony K300S. Model đầy đủ của nó là Sony CFS KW300S. Chiếc đài này thì cực kỳ là đẹp, vuông thành sắc cạnh và hoạt động cực kỳ tốt luôn nhé. Đặc biệt là đôi loa của nó còn zin, tiếng rất là hay. Và đặc biệt là cái chức năng karaoke cắm mic ở đây vẫn nói bình thường luôn nhá. Hai chiếc app của karaoke. Một chiếc Sony K300S khá là đẹp. Các bác nhìn thấy chữ Sony không ạ? Vẫn còn nét căng nhá. Thân vỏ tuyệt vời luôn. Lỗ thông hơi này. Cục giữa này. Chữ nghĩa thì quá là đẹp luôn. Hai cửa băng còn rất là trong, phím thì phẳng tắp nhá. Loa bên phải, các bác thấy không ạ? Rất là mới nhá. Chữ này, model này, quai sách anten zin hết nhá. Thân vỏ thì không phải nghĩ rồi, tuyệt đẹp, lành lặn, zin hết luôn 100% nhá. Đặc biệt là hoạt động rất tốt và đôi loa zin tiếng rất hay nhá. Tiếng cây này rất là mạnh mẽ, nghe như một bộ dàn chung luôn. Sau đây em Tuấn sẽ test luôn trực tiếp phần băng dây nhá, nút nguồn đấy các bác nhá. Mỗi cái đài thì video của em đều là em nói rõ các chức năng hoạt động của từng nút một đấy, dành cho các bác nào là nhiều bác là lâu không sử dụng là cũng cũng không biết đâu đấy. Hôm rồi là cũng có một bác khách ở trong Bến Tre à, không, ở dưới Quảng Ninh, bác này mua cái cây của em 1175 mà về sau là may có cái video của em thì bác em chỉ bác là bác phải xem lại cái video của em. Đấy, may mà có cái video thì rất là dễ. Nhiều bác là lâu không sử dụng là quên. Lúc tôi mở nguồn đấy nhá. Khi mở nguồn thì cái đèn này nó báo lên này. Đấy. Ở đây có cái đèn tia đỏ ở đây, nó cũng báo lên được hai đèn đỏ đây nữa nhá. Hai đèn tia này thì em test thì không thấy nó hoạt động. Thế nhưng mà nguồn nó vẫn lên bình thường ở đây nhá. Lên được hai bóng ở đây rất là đẹp. Đấy, các bác bật nguồn lên thì là cái đèn ở đây nó lên này. Đấy, tắt này. Mở này. Rất là ok. Sau đây em xin phép được giới thiệu cái phím chức năng. Đây, băng này. Radio line này. Đấy. Phím này phím chức năng nhá. Còn đây là mode karaoke thì mình cũng không quan tâm đến. Thứ hai là băng đài FM này, dưới cùng là AM nhá. Và đây là 5 phím equalizer của đài và phím cân loa nằm đây nhá. Bên này thì có hai cái volume núm này là cái phần mic nhá, mic trái mic phải và phần echo này. Đấy, đặt ở giữa này. Và phím dò đài thì nằm ở đây nhá. Đấy. Còn phần băng thì các bác chắc cũng biết rồi. Play này, stop này, play stop. Đấy, sau đây em xin phép được test qua cửa A này. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình. Quen nhau làm chi, thương đâu chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng. Tiếng rất là rõ và hay nhá. Âm bát của chiếc này rất là mạnh. Ơi, còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Hai cửa băng chạy rất là ok nhá, tiếng rất là ấm và hay, tốc độ khá là chuẩn. Sau đây test qua phần radio. Đang dần chiếm được một vị trí nhất định trong lòng của những người yêu nhạc. FM trước nhá. FM bắt rất là nét. Phim, nhưng mà niềm đam mê với âm nhạc nên anh đã quyết định theo đuổi đến cùng với niềm đam mê này của mình. Mặc dù biết rằng okay.
không? Mà cũng chưa biết là Hồ Phương Liên hát bài gì. Đến khi mà Hồ Phương Liên ra sân khấu và giới thiệu hát bài này thì mình cũng bị giật mình. Bởi vì sao? Bài này anh Ngọc Sơn anh hát hay quá rồi và đã đóng đinh với giọng hát. Bắt rất là nét luôn. Sau đây em test qua phần hai em. Hai em nhé. Bắt được rất là nhiều đài. Ôi lại chào cậu dạ. Mở. Con chào cậu mở. Ủa. Bác thì nhận được rất nhiều phản hồi của khách hàng. À, vậy xuất phát từ đâu mà bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh lại cưng? Thế mà nói thì đấy là okay. Em test qua phần line in nhá. Cây này cho chất âm line in tuyệt hay luôn. Đôi loa nó rất là khủng nhá. Đấy, bác nào mà yêu cái đẹp, cái hay thì điện cho em. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là chắc và mạnh nhá. Tiếng rất là hay. Gõ cửa trái tim van em vào. Dù tình xót đau chung thân hình đào. Ngủ vùi với chim bao nội niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tin em mơ cười. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ, nhìn lòng mắt dâng tơ. Em xin phép được test cái phần micro cho các bác biết là cái phần mic của nó vẫn hoạt động tốt nhá. Cho nhỏ nhạc lại. Bật mic lên này. À lừ lừ. À phải cho volume lên. Tắt cái nhạc này đã. À lừ lừ. Các bác nghe thấy không ạ? Đấy, rất là ok nhá. À lừ 1 2 lừ lừ. Đấy, bác nào có thể là karaoke hát nhỏ nhẹ cũng rất là ok nhá. Dòng karaoke nổi tiếng của Sony. Alo. Đấy, em test qua mic 2 nhá. Em đang cầm điện thoại nên là hơi khó sử dụng một tí. Đấy. Đấy. Alo, 1 2 lê lê 6 7 lê. Tiếng rất là ok nhá. Đấy, hai mic vẫn hoạt động bình thường luôn. Ok. Sau đây em xin phép được dừng cái video test chiếc đài K300S tuyệt đẹp này ở đây nhá. Và giá giao lưu là 4 triệu 500 ngàn đồng nhé. Cho một chiếc đài Sony K300 tuyệt đẹp này, hoạt động hoàn hảo hết nhé. Em Tuấn xin phép được dừng cái video ở đây. Mọi chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại của em trên bảng đấy nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.